Thưa cái Minh này, xin chào các bạn. Rồi, cuối cùng thì tuần này mình cũng đã có thể tải được phiên bản mới của Yandere Simulator về rồi. Và mình nghe nói là ở trong phiên bản mới này thì cái mà nhiệm vụ mà làm để mà đuổi học Amai thì nó đã được thay đổi rồi các bạn ơi. Lúc trước thì mình thấy là nó khá là giống với lại phiên bản 1980S. Nhưng mà bây giờ nó đã được cập nhật rất là mới dành riêng cho chị Amai thôi các bạn ơi. Thế cho nên là hôm nay chúng ta sẽ đi làm thử nhá. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ lấy cái con màu đen ở chỗ này. Mình thấy là mình sử dụng con màu đen thì rất là nhiều, nhưng mà vẫn có bạn hỏi mình làm sao để kích hoạt con màu đen này lên. Rồi. Ai, mình sẽ lấy cái này luôn. What do you need? Đây, nhờ pleasure doing business with pleasure. Nhờ InfoChan cho mình tí money các bạn. Lát nữa mình sẽ cần sử dụng đến money, cho nên là bây giờ mình lấy trước đi. Mình đang tự hỏi là nếu mà những cái thành viên ở trong câu lạc bộ nấu ăn mà biến mất thì không biết là Amai có còn có thể hoạt động được về những cái mà liên quan đến nấu ăn hay không. Nếu như vậy là không sử dụng được phòng gia chánh rồi đúng không? Mình thấy là nếu mà Amai sử dụng phòng gia chánh thì mình thấy là có rất là nhiều những cái sự kiện liên quan đến senpai. Nhưng mà nếu mà mình gọi là hủy diệt đi cái câu lạc bộ nấu ăn mà Amai không vào được cái phòng gia chánh nữa thì không biết là những cái sự kiện đó sẽ trở nên như thế nào. Rất là tò mò các bạn. Để bữa nào thử đi. Sẵn tiện đi lấy cái tu vít ở trên luôn. Rồi. Cái này là tuần trước là mình cũng làm rồi. Đây, như này cho nó dễ. Ẩn hết đi. Rồi, xong rồi. Còn màu đen biến mất cũng được. Game hơi giật lag thì vậy. Đúng là do là mình kích hoạt lại những cái học sinh để biến mất. Có thể nó sẽ lag, nhưng mà chắc là do phiên bản mới nó lỗi gì nữa rồi các bạn ơi. Cho nên nó mới giật lag như thế này. Chứ phiên bản trước mình chơi là mình thấy nó không bị như thế này. Như vậy là có cái sự gọi là thoái hóa ở đây rồi. Mình thấy mỗi lần ra phiên bản mới là nó sẽ sinh ra lỗi mới á. Xong rồi sau khi danh dev sửa xong thì nó sẽ hết đi. Nhưng mà sau khi ra phiên bản mới nữa lại bị nữa. Rồi như thế này là coi như là đã hoàn thành rồi các bạn ơi. Và điều mình cần làm là đi báo giáo viên thôi. Chứ mình sẽ không gây ra vụ nổ nha. Ngày hôm nay thì nói chung là Amai cũng sẽ không nấu ăn vào ban đêm. Nhầm. Sẽ không nấu ăn vào lúc 4 giờ chứ mình nhầm các bạn. What can I help you with? Đây. Có báo cáo là sẽ có thể gây cháy đây. Mà cái phòng đó là phòng của Amai quản lý, cho nên là Amai sẽ bị chết mắng các bạn. Vẫn chưa có giọng. Mình thấy là hình như là có cái cutscene mới đúng không? Cái đoạn mà Senpai gặp Amai ở cuối cái tuần thứ nhất ấy, là mình thấy là hình như là có giọng mới rồi. Nhưng mà trong phiên bản mới này thì hình như là vẫn chưa có thì vậy. Ở cái tuần thứ hai này vẫn chưa có.
Búp cái này để chạy cho nó nhanh một tí. Ôi, Amai đã bị gọi lên phòng giám thị. Tại sao lại không cẩn thận? Lỡ có trường hợp tồi tệ nhất xảy ra là nổ thì sao? Chúng ta thật không may mắn. Chúng ta thật may mắn vì không ai bức bạn cả. Rồi. Amai bị mắng mà không hiểu lý do tại sao. Rồi như vậy là ngày hôm nay là đã xong rồi các bạn ơi. Ngày hôm nay là đã xong rồi cho nên là bây giờ là mình sẽ đi về nhà để chuẩn bị cho ngày hôm sau nhé. Vâng. Đã đến ngày tiếp theo và mình đã chạy rất là nhanh để vào phòng nấu ăn. Kịp thời lấy cái này các bạn ơi. Thì trong phòng nấu ăn là bây giờ có những cái mà bộ thìa rất là mới được treo ở trên tường như thế này. Mình không biết là cái này gọi là cái gì ta, cái muỗng mà để múc canh, mình không biết là cái tên gọi chính thức của nó là gì. Cho nên là mình chỉ thường gọi là muỗng múc canh thôi, không biết là có đúng hay không. Đấy thì ở đây nó có nguyên một bộ, nãy mình lấy mất tiêu rồi. Lấy rất là nhanh để mình không phải gặp rắc rối khi mà những cái đứa khác chuẩn bị bước vào bên trong đây. Đấy, bước vào rồi các bạn ơi. Đấy cho nên mình phải gấp như thế. Đấy thì mình đã lấy những cái bộ thìa đó rồi. Bây giờ là đợi Mai thôi. Đợi Mai để cái cặp vào trong bàn thì mình sẽ lên mình bỏ vào. Mai chậm thế. Nãy là mình đã nâng tốc chạy lên rồi. Mình đã nâng tốc chạy lên và các bạn thấy là mình chạy rất là nhanh. Ấy chạy như vậy rất là nhanh. Không biết là sau này có cái cách nào khác để mà kiểu bóp thêm tốc chạy hay không. Bây giờ thì mình có thể mua cái panty mà có thể tăng tốc chạy. Nhưng mà sau này thì ví dụ như là có thêm cả dây chuyền hoặc là cái gì đó để tăng tốc chạy. Hy vọng như thế. Rồi bỏ đồ vào trong. Ở đây là mình thấy là chỉ có cái này là mới đúng không? Có rất là nhiều thứ ở trong đây. Chìa khóa để đựng katana, chìa khóa của cái hộp katana này. Đây thì đây là cái mà hồi nãy là mình đã lấy ở dưới đây. Rồi, xong rồi. Đấy, thấy chạy nhanh không? Chầm trồ ngay. Tại sao lại chạy có thể nhanh như thế được? Bất ngờ ngay các bạn. What can I help you with? Phát hiện ra có trộm ở trong trường. Bộ dụng cụ nấu ăn của phòng gia chánh đã nằm ở trong cặp của Mai. Vậy mà giáo viên cũng tin cái vậy cơ. Cô giám thị ngây thơ thật sự luôn. Rồi. Những gì mình cần làm là mình đi vào thôi. Ông nãy mình chạy xuống dưới luôn mà họ xin là chỉ mới đi đến chỗ này thôi. Rồi, đã bị gọi xuống rồi. Đấy, phát hiện ra là có đồ ở trong cặp. Mai đợi nói là Mai không chợp thứ gì cả nhưng mà không ai tin các bạn, tại vì đồ nó đã nằm trong trong cặp rồi. Vâng, thực ra là mình nâng tốc độ chạy tất cả là vì ngày hôm nay các bạn ơi.
Vậy mình sẽ phải làm thật nhanh trong cái ngày hôm nay. Những cái đứa đau gáu vừa chưa đến đúng không? Để tiết kiệm thời gian nhanh nhất có thể, đi đường phải đi rất là vắng tắc. Học sinh chắc chắn là vẫn chưa đến. Mình đã cho nhanh chóng gọi là cầm cái túi rác rồi. Chưa có ai đến cả, phòng vẫn đóng cửa. Tốt. Đấy, thế là mình đã bày rác ra ở chỗ này. Tưởng chạy nhanh để làm gì, hóa ra chạy nhanh để mà vào đổ rác trong phòng đó để đi báo cáo các bạn. Đây, mình đã đổ rác rồi. Khoan, để mình xem kỹ coi cái phòng đó như thế nào và có ai phản ứng gì không. Chứ mình chạy đi báo nhanh quá thì cũng không hay các bạn. Để xem có ai phản ứng gì không, có chầm trồ gì không, hay là vẫn tỏa ra một cách rất là bình thản. Ê, để rác có bày bản như thế này, bên nào cũng giống nhau hết, rõ đây là cố tình để, nhưng mà không ai phát hiện ra được điều gì cả luôn. Ở sao không để cái không đặt được cái điện thoại rồi các bạn ơi. Lỗi rồi. Đây thỉnh thoảng nó sẽ bị lỗi dưới này. Rất là khó hiểu. Ở cái bộ thìa là vẫn nằm ở đó, chắc là lấy lại rồi. Thấy rõ ràng là để, các bạn thấy là để giống như là ngôi sao năm cánh luôn. Mà không có ai gọi là có một bất kỳ một cái phản ứng nào thì mình báo cáo là cũng là một chuyện chính xác thôi. Nếu mà ngay lập tức phản ứng và dẹp ngay thì mình không thể báo cáo được. Ô, mình nhầm à. Can I help you? Rồi, phòng rất là bẩn. Báo cáo phòng rất là bẩn. Mình đã báo cáo rồi, cho nên là bây giờ mình quay lại xem phản ứng của Amai khi mà nhìn thấy như thế nào. Amai đã vào trong trường chưa thế? Không biết là Amai có vào phòng này hay không. À, chỉ có senpai vào thôi, senpai vào này. Ơ, khoan đã. Senpai có tập về mới à? Mình nhớ là lúc đầu hình như là senpai đâu có sử dụng cái tập về này. Phòng bận như thế này senpai cũng không phản ứng. Học sinh vào cũng không phản ứng. Amai không vào các bạn ơi. Chán thế. Ở đây là Amai đây. Nhưng mà hôm nay là senpai vào trong phòng này thì không biết là Amai có vào hay không. Đi theo thử nào. Rồi. Amai cũng không thấy có phản ứng các bạn ơi. Chỉ tập trung vào cái việc nấu ăn thôi. Chắc là Amai là trưởng câu lạc bộ, giao cái việc dọn dẹp cho những cái thành viên khác, nhưng mà những thành viên khác thì không dọn dẹp. Ngoài phòng rất là bẩn. Ấy không thể nào mà có thể mà bán bánh được nữa. Kiểu như thế. Rồi Amai nói là Amai sẽ dọn phòng ngay. Phải đợi dắt vợ thì mới dọn các bạn ơi. Vâng, và ngày hôm nay cũng là một ngày đòi hỏi tốc độ luôn. What do you need? Cái nào ta? Chắc là cái này. Nếu không được thì mình sẽ thay đổi tiến thay đổi cái kế hoạch. Đâu rồi? Đây. Ngày hôm nay thì cũng cần tốc độ.
chạy thẳng luôn. Chưa đến một phút, à một phút rồi. Ê, nhưng mà vẫn rất nhanh cái bài cơ. Thật sự khi mà chúng ta chạy nhanh như thế này thì rất là có lợi. À, xong rồi các bạn. Xong rồi. Chúng ta sẽ bỏ cái thuốc mà gây đau bụng vào đồ ăn. Để mà báo với giáo viên là thực phẩm không an toàn. Tại vì Mai là đã xin cái sự cho phép của nhà trường để mà bán bánh. Can I help you? Ấy và mình có thể báo cáo ở đây. Thì ở đây chúng ta có thể xem được cả những cái tiếp theo rồi các bạn. Mất quỹ của câu lạc bộ. Rồi. Mình sẽ báo cáo cái này. Rồi. Thì cái này là mình thấy là cũng có cái sự đầu tư các bạn cơ. Cũng cái sự đầu tư nhưng mà vẫn chưa có giọng. Hơi chán tí. À, kiểu như cái đoạn này mà được thấy hình ảnh của Mai đối chức với lại cô giám thị thì nó cũng sẽ hay hơn đúng không? Chứ kiểu như chỉ thấy cái hình ở ngoài cửa thôi. Rồi, và đây sẽ là ngày cuối cùng. Thì ngày cuối cùng là mình sẽ sử dụng con màu đen cho nó nhanh các bạn coi. Mình vào đây để mình lấy cái thẻ này. Làm được rất nhiều những cái thứ khác nhưng mình lấy thẻ này thôi. Mình có thể chọn đề thi bỏ vào cũng được nhưng mà... Hình như là ở trong cái phần báo cáo là chỉ có cái... Cuối cùng là cái mà... Kiểu như là mất quỹ đúng không? Đây, thì ở đây là mình có thể gọi là bỏ tiền vào thẻ của câu lạc bộ nấu ăn các bạn. À, có nghĩa là mình sẽ bỏ thêm tiền vào để cho là cái câu lạc bộ nấu ăn đã chọn tiền quỹ à. Rồi, như vậy là đã xong rồi các bạn ơi. Rồi, báo cáo thôi. What can I help you with? Đây, ở đây là ở trên nó đã hiện lên hết toàn bộ rồi các bạn ơi. Đấy, những cái trên là mình đã báo cáo rồi, cho nên là mình nghĩ là nếu mình có chậm đề thi mình cũng không bỏ vào được. Đấy, cho nên là mình phải làm theo đúng cái thứ tự này thôi. Rồi, hôm nay là ngày mà Amai sẽ bị đuổi học rồi. Để kiểm tra cái ghi chép của học sinh. Cái tiền quỹ của cái câu lạc bộ nấu ăn là nhiều hơn. Thôi. Bị đuổi học thôi các bạn ơi. Liên tục gọi là phạm lỗi trong cả một tuần. Hồi nãy cái việc mà nói là tiền quỹ tăng giống như là Amai không hiểu hay sao mà Amai không phản kháng là được câu nào các bạn.
xem thử xem. Lát thế. Rồi không thấy Amai đâu cả các bạn ơi. Cái cặp thường để chỗ này cũng không thấy đâu luôn rồi. Amai đã biến mất rồi. Thế là xong rồi các bạn ơi. Rồi thật sự là không thấy Amai nữa luôn rồi. Đuổi học là ngay tại chỗ đó là đuổi luôn, chứ không phải là học hết ngày hôm nay rồi mới đuổi các bạn. Thôi, đây không còn thấy được Amai nữa luôn. Rồi như vậy là đây chính là cái mà đội học mới của Amai đó các bạn. Mình sẽ về nhà để xem coi là ở cái đoạn cuối này là như thế nào. Ơ, không hiện lên bất kỳ thứ gì luôn các bạn ơi. Vô tình đến như thế luôn các bạn. Không nói gì về Amai sau đó luôn. Amai đã bị đuổi học và senpai cũng không có một tí phản ứng nào cả luôn. Chắc là senpai thấy là Amai đã vi phạm quá nhiều luật của trường, cho nên là cũng bơ luôn, tặng lơ luôn, coi như không phải là người quen nữa. Amai rất là đáng thương các bạn. Với lại cả là hình như là Amai là cái ngày mà mình bỏ độc vào thức ăn là coi như là sẽ bán bánh vào buổi sáng đúng không? Này có khi là senpai ăn vào đau bụng là cũng thấy rất là cay rồi. Rồi thì video này đến đây là kết thúc nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thích video này hãy cho mình một like, đăng ký nếu các bạn mới, đừng quên lướt cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ mình. Nếu các bạn không biết bình luận cái gì ở bên dưới thì bấm dấu chấm dấu phẩy chữ đã xem hoặc chữ icon để ghi về số tiêu cho các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video khác. Bye.